Trước khi ghi hình 2 ngày 1 đêm mùa lễ hội ở Quảng Bình, 3 vị khách mời quốc tế đã có dịp gặp gỡ và chia sẻ cảm xúc về lần đầu tham gia một chương trình truyền hình thực tế ở Việt Nam. Anh chàng người Mỹ Phúc Mập cho biết mình muốn chung đội với Kiều Minh Tuấn vì cả hai đã từng có dịp gặp gỡ và làm việc chung trong một dự án phim ảnh. Anh cũng cảm thấy rất hân hạnh khi được tham gia 2 ngày 1 đêm vì đây là chương trình mà vợ anh rất yêu thích và không bỏ lỡ bất kỳ tập nào. Không những vậy, trước khi tham gia, vợ anh còn dặn dò không nên vào chung đội với Ngô Kiến Huy vì rất xui xẻo. Đồng tình với suy nghĩ này, John Rack cũng chia sẻ: em đã xem chương trình này và thấy Ngô Kiến Huy rất xui xẻo. Em thì muốn chung đội với Lê Dương Bảo Lâm vì Bảo Lâm là Lee Min Ho Đồng Nai. Ở một diễn biến khác, anh chàng Will đến từ Pháp tiết lộ muốn chung đội với Rick Fan. Mình muốn chung đội với Rick vì mình đã xem nhiều video của Rick trên YouTube rồi. Đó là lý do vì sao mình muốn chơi với Rick. Nói về việc phải ngủ ở ngoài và ăn đồ ăn không ngon, các khách mời không hề e ngại và sẵn sàng chấp nhận luật chơi. Với John Rack, việc từng nhập ngũ tại Hàn Quốc giúp anh có nhiều trải nghiệm và không sợ hãi khi gặp các thử thách tại 2 ngày 1 đêm. Còn Phúc Mập tràn đầy tự tin khẳng định, Phúc đã ăn thịt chuột rồi, Phúc đã ngủ ở ngoài rồi, Phúc không sợ gì đâu. Muốn tham gia và chiến thắng chứ không phải tham gia cho vui thôi, Phúc muốn là người chiến thắng. Hãy cùng chờ xem sự xuất hiện của dàn khách mời toàn cao thủ ở tập 21 2 ngày 1 đêm mùa lễ hội nhé.